Tử vi tuổi Quý Mão sinh năm 1963 tháng 4 âm lịch năm 2022 nhâm dần. Quý vị thân mến, trên đời này có lẽ chẳng ai là người mà chúng ta không muốn biết trước số mệnh của mình và luôn mong rằng nó sẽ tốt đẹp. Làm việc gì cũng được thuận buồm xuôi gió và sống cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc, ấm êm, không cần phải lo nghĩ nhiều về tiền. Số mệnh con người tốt hay xấu phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố và trong đó việc chúng ta cầm tinh con giáp nào cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Vậy thì trong lục thập hoa giáp, con giáp nào được trời định là người tốt số, số trời sinh đã mang mệnh phú quý trong tháng 4 âm lịch năm 2022 nhâm dần này? Quý vị gia chủ tuổi Quý Mão chỉ cần sống chân thành sẽ nhận được phúc đáp xứng đáng và hưởng cuộc sống thập toàn thập mỹ đủ đầy. Như quý vị đã biết thì cuộc sống con người sợ nhất là cảnh nợ nần túng thiếu. Tuy nhiên thì mỗi người mỗi hoàn cảnh và buộc họ phải đối diện với cuộc sống mà mình không mong muốn. Trời sinh thì ai cũng có vận mệnh riêng và những khó khăn trong cuộc đời đôi khi thì cũng chỉ là những cái thử thách mà chúng ta ai cũng đều phải vượt qua để có thể trưởng thành, thành công và hoàn thành vận trình số mệnh của mình. Tử vi số mệnh trong tháng 4 âm lịch năm 2022 nhâm dần này sẽ có mệnh chủ là số hưởng, mặc dù có số bôn ba vất vả và thậm chí là chúng ta vẫn còn nợ nần túng thiếu ở trong năm cũ 2021 Tân Sửu. Nhưng chắc chắn mọi việc sẽ trở nên suôn sẻ bắt đầu từ tháng 4 âm lịch này. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này trở đi thì sẽ có nhiều quý nhân phù trợ. Vì vậy mà tương lai phía trước sẽ vô cùng rộng mở, nhà cao cửa rộng, sống trọn vẹn đến cuối đời. Hãy cùng với Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu về vận trình tử vi của những người tuổi Quý Mão trong tháng 4 âm lịch này. Xin mời tất cả quý vị. Sau đây là phần tổng quan của các quý gia chủ tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Những người tuổi Quý Mão mệnh kim bạch kim, tâm tính thường cô độc, ít hòa hợp với người thân. Họ có vẻ mặt lạnh lùng, tác phong quả quyết dứt điểm và rất cứng rắn bản lĩnh. Trong cuộc sống và công việc, họ thường xử lý dứt điểm, luôn vượt qua mọi sóng gió thử thách. Khí kim lạnh lùng sát phạt tiêu điều nên tâm lý của họ ít hợp với người thân và sống khá cô độc, thiên về lý trí nhiều hơn tình cảm. Quý Mão là những người trung thành, họ trung thành với cương vị làm việc, giữ đúng chức trách được giao, bền vững trong tình bạn và rất trọng uy tín trong cuộc sống và thương trường. Đã hứa là sẽ cố gắng làm việc, thực hiện bằng mọi giá, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Quý Mão sinh năm 1963 là người tinh tế, gần gũi, lịch sự và quý phái. Họ thường gây ấn tượng với người khác bằng sự duyên dáng nhạy cảm của mình. Trong tình yêu và các mối quan hệ, họ rất cầu toàn. Tuổi Quý Mão rất khéo léo trong việc đối nhân xử thế, biết lắng nghe và thậm chí là chấp nhận thua trong các cuộc cãi vã để đổi lấy sự hòa giải. Chính vì vậy, họ có rất ít kẻ thù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Quý Mão sẽ cần phải cẩn trọng đường công danh sự nghiệp, nhất là các quý gia chủ đang theo đường quan vận, ngày càng cần phải chú trọng hơn. Cần để ý các mối quan hệ xung quanh, tránh xung đột, mâu thuẫn, có thể ảnh hưởng tới con đường quan vận của mình. Các quý gia chủ Quý Mão cần phải chú ý tuổi này của bạn, tiền tài hay danh vọng không còn là mối quan tâm hàng đầu. Hãy dành thời gian cho sức khỏe và gia đình của bạn. Xét về thiên can, quý âm thủy gặp ất âm mộc nên gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Quý Mão nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng này, người tuổi Quý Mão sẽ có được những bước đột phá trong công việc. Họ nhận được sự giúp đỡ từ người khác và nhận được kết quả vượt xa với kỳ vọng. Đó cũng chính là trái ngọt bạn hái được sau rất nhiều cố gắng của bản thân. Một số người may mắn nhận được sự trợ giúp của quý nhân, nên những công việc tưởng chừng như khó khăn cũng có thể được giải quyết một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng. Người tuổi Quý Mão luôn tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc của mình, chứ không chờ đợi bất kỳ ai, cũng không mong chờ được giúp đỡ. Thay vì nói tôi không thể, để thoái thác trách nhiệm thì họ luôn tìm cách để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Kết quả mà những người tuổi Quý Mão đạt được ngày hôm nay cũng một phần nhờ công giúp sức của mọi người. Hãy có những cư xử đúng mực, đừng để một vài hành động quá khích làm mất điểm của bạn trong mắt đồng nghiệp. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Quý Mão để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc.
Xem tử vi tháng Ất Tỵ, đường tài lộc của bản mệnh bằng phẳng. Nếu vẫn còn đang đi làm, bạn có thể khẳng định được giá trị của bản thân, khiến cấp trên hoặc đối tác tôn trọng, nhận được cơ hội thăng tiến, tăng lương, tăng cường hợp tác. Với những người đã nghỉ hưu, bạn duy trì mức sống ổn định, thậm chí có người có tiền dư giả để tiết kiệm. Con cháu hiếu thảo, quan tâm cũng giúp bạn có được một cuộc sống chất lượng cao. Người đầu tư vào lĩnh vực nhà đất cũng thu lại được một khoản lời lãi khả quan. Bản mệnh nên năng làm việc thiện, có thể từ đó bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Cho đi là nhận lại, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức, dễ lợi bất cập hại. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, trong tháng này, người tuổi Quý Mão cần phải chú ý về sức khỏe của mình. Do làm việc trong một thời gian dài trước máy tính đã làm giảm một phần thị giác, bạn cũng sẽ cảm thấy một số cơn đau đầu nhẹ, nguyên nhân cũng chính việc này mà ra. Bạn cần có chế độ ăn uống hợp lý và giảm thời gian làm việc ngoài giờ để bệnh tật ít có cơ hội. Đối với gia chủ Quý Mão sinh năm 1963, tử vi tháng này khuyên bạn nên cẩn thận hơn về sức khỏe. Áp lực từ công việc khiến bản thân rất mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm trạng và giấc ngủ. Bạn cần chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân và có chế độ dinh dưỡng cùng với đó là lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi, cần phải gạt bỏ công việc sang một bên để tỉnh dưỡng lại tinh thần sức khỏe. Các quý gia chủ tuổi Quý Mão, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý gia chủ tuổi Quý Mão. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Theo phong thủy lộc tài, tháng này đường nhân duyên của người tuổi Quý Mão sinh năm 1963 phát triển khá tốt đẹp. Bạn thường nhận được sự quan tâm giúp đỡ của mọi người xung quanh. Nếu gặp phải vấn đề trong cuộc sống, đa số mọi người thường duy trì được cuộc sống, gia đình yên ấm. Tất nhiên, đôi khi cũng có những sự cố nhỏ có thể phát sinh, nhưng các thành viên trong nhà luôn lựa chọn tin tưởng nhau và cùng nhau vượt qua sóng gió. Với một số người đang còn độc thân, bạn có thể mở rộng lòng mình để đón nhận sự quan tâm của người khác. Đôi bên có thể không cần đến tình yêu mà chỉ cần đến sự quan tâm, trân trọng của nhau là được. Bên cạnh đó, bạn cũng xây dựng được những mối quan hệ hài hòa. Những người trước nay vẫn thân thiết có thể chính là quý nhân của bạn, giúp bạn vươn tay chạm đến những cơ hội hiếm có vào thời điểm này. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Tỵ lục hợp thân, tam hợp sử và dậu thành kim cục, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuổi Tý. Đối với người tuổi Quý Mão trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 8 tháng 4 năm 2022, tức ngày 8 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Dậu, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch, ngày 20 tháng 4 năm 2022, tức ngày 20 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Dậu, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Quý Mão trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 4 năm 2022, tức ngày 9 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tuất, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 4 năm 2022, tức ngày 21 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tuất,
có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị cũng có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline lúc này đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm thì vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống để trông gai này. Qua phần luận giải của phong thủy gia cát, quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được trong tháng 4 âm lịch này thì chúng ta sẽ có được những sự kiện nổi bật như thế nào, từ đó sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp tới. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chương trình trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo.